hai à. Chị coi lại chi tiêu tháng này của mình đi. Chị chuyển cho ông Nam đó hơn cả tỷ đồng rồi đó. Em thấy chuyện này không ổn đâu. Em không có được nghi ngờ anh Nam như vậy. Anh ấy bây giờ là anh rể của em đó. Anh rể thì sao chứ? Em thương chị nên mới nói với chị. Chị thấy á, ông Nam này chắc chắn đang giấu chị rất nhiều vấn đề. Chị biết á, là em không có thiện cảm với anh Nam. Nhưng mà không vì vậy em cứ bịa đặt vô cớ cho anh ấy được. Chị tin anh ấy đó. Đúng là con người ta khi yêu không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Những lời em nói đều là sự thật. Chẳng lẽ chị tin anh ta hơn là em hay sao? Thôi đủ rồi. Chỉ còn việc phải giải quyết nữa. Mình dừng câu chuyện tại đây đi. Chị Hai à, em đi ra ngoài đi. Được. Nếu như chị đã nói như vậy thì tự mình kiểm chứng câu chuyện đi. Tâm, có chuyện gì mà em kêu anh ra để gấp vậy? Tự nhiên em thấy nhớ mẹ quá à. Mà anh có thể kể cho em á, cái chết của mẹ nó như thế nào không? Chứ em thấy thương mẹ quá à. Mẹ anh rất là thích đi biển các bạn. Hôm đó, lúc mẹ anh đi biển, con tàu chở mẹ anh gặp thời tiết xấu. Cái chết của mẹ á, chắc là đau đớn lắm anh ha. Anh cũng nghĩ vậy. Anh buồn á, là lúc đó anh không thể có mặt để bảo vệ được cho mẹ. Phải chi á, đám cưới của tụi mình á, có sự góp mặt của mẹ. Mẹ nôn nóng như vậy mà. Mà đám cưới của tụi mình em lo tới đâu rồi? Có cần anh giúp gì không? Có á. Bây giờ á, anh đi tới chỗ này với em nha. Đó chẳng phải là mẹ của anh sao? À, không phải đâu em. Chỉ là người giống người mà thôi. Vậy sao? Mẹ à, con dâu của mẹ này.